Mặc Cang. Ông Mặc Cang thương mến. Hai anh em mình bạn già với nhau mấy chục năm rồi, tuổi đời tuổi nghề hai anh em mình trải qua không biết bao nhiêu vui buồn rồi, phải không ông Mặc Cang? Vừa rồi nghe ông bệnh tôi cũng lo dữ lắm, tôi cũng bệnh mà nghe ông bệnh tôi cũng lo quá trời quá đất nè. Không biết ông có lo tôi không, chứ tôi lo cho ông dữ lắm. Rồi con rể của tôi là Bảo Lộc đó, về thì mới là vô thăm ông. Thì bây giờ biết được là sức khỏe của ông đã phục hồi lại được rất tốt, mừng lắm ông biết không, vui lắm. Bạn già với nhau mà. Rồi cái ngồi cái nghe ông nói chuyện với ông Lập đó, ông nói ông kể cái vụ mà ông bệnh rồi tôi đem cái nồi cơm điện cho ông xong đó, ông nhớ không? Tôi cười quá trời quá đất luôn vậy đó. Mình biết bao nhiêu kỷ niệm ông Mặc Cang. Đâu để nhớ coi. Cái lúc mà tôi làm nhà hàng Maxim đó, ông là cái người đã bày ra cho tôi là làm hình con rối. Con rối hình của Bảo Quốc, mặc đồ đầu bếp nấu ăn. Mặc dù Bảo Quốc không biết nấu bếp là gì, nhưng mà con rối đó rất là giá trị. Khách hàng nè, rồi khán giả nè, thấy con rối đứng trước nhà hàng Maxim, tưởng tôi bây giờ bự dữ vậy chứ. Mừng lắm, vui lắm ông. Rồi ông nhớ là ông có dạy tôi làm ảo thuật nè. Lúc đó tôi suy nghĩ nè, tôi nói bây giờ nếu mà mình tấu hài mà mình chim vô một hai cái ảo thuật hay lắm. Tôi bàn với ông, cái ông nói được ảo quốc, làm đi. Đó, cái tôi học ông mấy món. Tôi với em gái tôi là Hồng Loan nè, sang Úc biểu diễn. Tôi biểu diễn mấy trò ảo thuật tôi dạy, ông dạy cho tôi đó. Khán giả bất ngờ luôn, quá hay. Cảm ơn ông nghe ông Cang. Rồi khi qua Mỹ thì cái lúc tôi nhớ hình như là đi diễn ở Dallas thì phải. Tôi đang ngồi mơ mộng vậy nè. Tự nhiên tôi nghe kêu, làm sao? Xây lên tôi thấy ông, tôi hết hồn với ông Cang. Tôi đâu có về ông qua Mỹ đâu. Ông nói là ông mới qua đây. Bây giờ có cái gì làm không? Cho tôi làm với anh Sáu. Cái tôi mới nhớ vậy nè. Tôi có tham gia chương trình của thằng em là Dân Sơn đó. Tôi biết là nó rất cần những cái kịch bản. Mà ông thì ông viết rất là giỏi. Ông viết rất là hay. Ảo thuật cũng hay nè. Tấu hài cũng hay nè. Mà viết văn cũng hay luôn nữa. Nhiều cái hay quá đi ông bạn già. Thì tôi mới nói thôi để tôi giới thiệu cho ông với Vân Sơn. Thì cũng may mắn là Vân Sơn nó cũng thương hai anh em mình. Nó đã nhận lời và mời ông về cộng tác với lại trung tâm Vân Sơn. Thì tôi nhớ là lúc đó là sắp đi diễn ở Georgia. Thì Vân Sơn mới nói là thôi giờ anh phải qua Cali. Qua bên đó mới là có đất dụng võ. Thì ông ok, tôi cũng mừng. Khi ông sang Cali thì ở ngay ngày đầu tiên, đêm đầu tiên, lúc đó tôi nhớ đâu khoảng 12 giờ mấy khuya rồi. Quân Sơn có thuê một cái căn nhà cho ông ở, một cái căn phòng cho ông ở. 12 giờ khuya ông gọi tôi, ông nói anh Sáu ơi, tôi lạnh quá, đưa tôi áo lạnh mặc coi. Tôi nói trời ơi ông ơi, nhà của tôi cách cái chỗ của ông cũng xa mà ông biểu tôi đưa bằng cách nào hả? Cái ông nói bây giờ lạnh quá làm sao? Tôi nói ông lạnh, ông đắp mền, cái mền đâu, có mền không? Ý có, ông mới nói ý có, tôi quên nữa chứ. Sao tôi nhớ cái áo lạnh không à? Cái chừng khoảng 5-10 phút sau ông gọi lại nữa. Ông nói anh Sáu ơi, bây giờ sao tôi cảm thấy tôi sốt quá à? Ông đi kiếm cái nồi xong cho tôi đi anh Sáu. Tôi nói ông ơi, cha nội ơi, giờ này mà 12 giờ mấy, 1 giờ khuya mà ở bên Mỹ, ông biểu tôi kiếm nồi xong cho ông mà kiếm ở đâu? Ông nói bây giờ làm sao bây giờ? Tôi nói tôi được rồi, tôi kiếm cách tôi làm cho ông. Cái tôi còn nhớ là tôi xách cái nồi cơm điện qua cho ông này ha. Chứ mới lấy cái dầu xanh đổ vô nè, 2-3 thứ dầu gì không biết, đổ vô. Ông ngồi ông trùm cái mền lại, một hồi mồ hôi ông ra quá trời. Rồi tự nhiên ông khỏe luôn à. Cái này không biết là phải là nhờ cái nồi cơm điện không nữa. Rồi cái qua ngày hôm sau thì mình chuẩn bị để mà sáng sớm đó, để mình đi trọt xa đi Atlanta để đi diễn đó. Thì người ta có hẹn, người ta hẹn là 7 giờ sáng sẽ đến đón ông để đi ra phi trường. Thì lúc đó tôi nhớ đâu khoảng
8 giờ mấy 9 giờ tối ông gọi cho tôi. Ông nói anh Sáu ơi, sao tới giờ này mà tôi không thấy xe tới đón. Chứ tôi nói người ta hẹn ông mấy giờ? Ta hẹn tôi 7 giờ sáng. Trời ơi ông nổi ơi. Người ta hẹn ông là 7 giờ sáng mà giờ này mới 8 9 giờ tối mà ông gọi tôi là gọi gì sao ông cái. Rồi tôi gọi để tôi nhờ ông cái gì nhắc giùm nhớ đừng bỏ quên tôi. Trời ơi làm sao quên ông được. Đó. 1 giờ khuya ông gọi nữa. Ông nói anh Sáu ơi, sao giờ này tôi không có thấy xe tới đón. Tôi nói trời ơi tôi lại ông Cang ơi, xe 7 giờ mới đón ông nhớ không? Ý gì tôi nhớ rồi. Thì bây giờ tôi suy nghĩ lại như vậy nè. Ông ở một mình ông buồn, mà ở bên Mỹ này thì đâu có ai tâm sự với ông. Thì ông có muốn gọi nên nói chuyện với tôi. Tôi suy nghĩ vậy tôi mới gọi lại cho ông. Tôi nói ông muốn nói chuyện với tôi hoài phải không? Ông nào giờ nói chuyện với anh Sáu tới sáng cũng được. Nói ông mà nói chuyện với tôi tới sáng tôi loài con mắt luôn à ông nội. Đó. Thì tôi mới nói với ông là thôi được rồi để sáng đi. Rồi xe tới đón hai anh em mình đi trọt xa. Thì lúc đó mà tha hồ tâm sự. Thì sáng ra mới là đón hai anh em mình ra phi trường. Thì tôi hỏi ăn đói bụng không? Ông nói đói. Rồi tôi mới vô mắt đồ hồ để tôi mua. Thì vô đứng sắp hàng cũng đông lắm. Tôi hỏi ông uống nước không ông? Tôi lấy nước luôn. Ông nói không, đói bụng chứ không có khác. Tôi nói ông thiệt không à nha, ăn vô là khác. Tôi nói ông đừng có mua nước cho tôi không uống nước. Rồi tôi đứng sắp hàng cũng đông lắm, khoảng đâu 10, 15 phút gì đó. Thì vô mới mua bánh được. Tôi nói giờ ông ngồi ông ăn đi. Ông ăn nữa cái bánh rồi ông nói anh Sáu ơi, tôi khát nước rồi. Tôi khổ với ông quá ông cảm. Tôi nói nãy tôi nói với ông rồi, ông không chịu, bây giờ ông đòi uống nước rồi, trở lại sắp hàng nữa, rồi trễ giờ lên máy bay à. Tôi nói thôi, hôm nay để tôi lợi, tôi mở vòi nước tôi uống làm sao. Tôi nói thôi, để tôi đi mua nước cho ông. Đó, rồi hỏi ông uống gì. Ông nói thôi, hôm nay anh Sáu cho tôi uống khúc đi, coca đi, đòi hỏi được. Coca là phải sắp hàng, rồi lại sắp hàng. Sắp hàng mua cho ông một chai coca rồi uống. Đó, rồi qua tới sọt xa. Ông thì cái tánh hơi tửng tửng, ưa nói này nó kia nói nọ, thiệt tình thì mấy đứa nào nó cũng sợ. Thì qua bên đó tôi ở phòng của mình, nhưng mà tôi thấy tụi nó đứa nào cũng ngại ngại ông. Tôi nói thôi ông qua đây ông ở với tôi đi ông Cang. Đó thì hai anh em mình ở chung phòng. Ông làm cho tôi là hết hồn hết vía với ông. Ông có nhớ không? Ông ráng nhớ đi. Khi mà ông vô trong nhà tắm, ông tắm đó, tôi nói ông đã lẹ ra rồi ngủ nghe không? Ông nói dạ lẹ mà anh Sáu. Ông vô đó 2 tiếng mấy đồng hồ, tôi không biết ông làm gì, tôi sợ quá. Không biết ông có bị gì nữa không? Mà ở đây đâu có nồi cơm điện đâu mà xong. Đó. Cái tôi mới gõ cửa, tôi mở ra, thấy ông đang lao. Hỏi làm sao vậy ông? Nói anh Sáu ơi, tôi vô cái bồn đó tôi sợ trợt té, tôi không dám vô, tôi đứng ở chỗ này nè. Rồi tôi hứng cái lon, hứng cái ly nước rồi tôi tắm. Trời ơi, ông tắm bây giờ nó ngập hết trơn đây sao? Rồi hai anh em mình lui tôi lao cái sàn nhà tắm, ông nhớ không? Kỷ niệm rất là vui. Tôi kể này với ông không phải là tôi kể công đâu nha, mà tôi muốn kể lên cái tình của hai anh em mình bạn già với nhau. Rồi tình nghệ sĩ khi ra nước ngoài, mình đi diễn chung với nhau, mình thương yêu nhau, đây là một cái điều rất là quý. Mình cũng mong muốn rằng các em, các cháu của mình nó sống ngoài cái tình nghĩa mà tuổi tác với nhau, đàn ông, đàn anh, đàn cha, đàn chú, còn có cái tình đồng nghiệp. Thì các em, các cháu mình, các em, các cháu nghệ sĩ của mình, tôi và ông, hai đứa mình cũng mong rằng tụi nó cũng thương yêu nhau như là những anh em bạn già đồng nghiệp của mình với nhau, sống có tình, có nghĩa. Đây là điều đáng quý trọng. Ông hết bệnh nha ông Cang, mạnh khỏe nha, về nha, rồi tiếp tục diễn không nổi thì viết văn, giúp cho đời, giúp cho nghề, mạnh khỏe nha ông Cang. Tôi kêu bằng ông Cang chứ không phải như mấy đứa trẻ kêu là chú Cang đâu nha,